Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Lego. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Lego, ông Jesper Haslund Milkesen, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách khu vực Châu Á của Tập đoàn, và ông Elnep, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Lego Manufacturing Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các cấp ngành liên quan đã luôn quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3. Qua đó cho thấy quyết định đúng đắn của tập đoàn khi lựa chọn đầu tư tại Bình Dương. Thông tin với lãnh đạo tỉnh về tiến độ dự án, lãnh đạo tập đoàn Lego cho biết, công trình thi công nhà máy Lego Việt Nam đang diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Đơn vị đang tập trung toàn lực cho những công đoạn tiếp theo để hoàn thiện đưa nhà máy đi vào hoạt động vào cuối năm 2024 theo đúng kế hoạch. Dự kiến trong quý 1 này, đơn vị sẽ triển khai đóng điện với trạm 110 kV. Kế tiếp là triển khai các dự án năng lượng tái tạo tiến tới mục tiêu trung hòa carbon. Lãnh đạo tập đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ phía chính quyền tỉnh Bình Dương, đảm bảo nhà máy hoàn thành đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Minh chúc mừng tập đoàn Lego đã nỗ lực triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời cam kết chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ tập đoàn lego đẩy nhanh tiến độ dự án nhất là công tác phối hợp nghiệm thu các hạng mục công trình để nhà máy lego tại bình dương đủ điều kiện sớm đi vào hoạt động